Em chào cả nhà nha. Hôm nay em lại tiếp tục một ngày mới nha cả nhà. Hôm nay cũng là ngày mùng 9 tháng 12 rồi đó. Cũng sắp đến Tết rồi, Tết Tây thì cũng đã cận kề rồi luôn rồi. Học sinh gần nghỉ Tết Tây rồi đó. Cả nhà không biết có chuẩn bị gì để ăn Tết chưa cả nhà? Còn riêng em thì em đang cố gắng để dùng hết cái khả năng để mà chăm sóc hoa Tết của em á, cho nó kịp Tết để mà còn kiếm lúa nữa. Chứ không thôi là Tết không không có tiền. Còn giống như những cái chậu mà nhỏ gì nè cả nhà, hồi đó là em dự kiến là dòng vô chậu nhỏ như gì để bán nhỏ lẻ thôi, nhưng mà giờ Tết cũng tới nơi rồi, chứ em thấy nó có một mớ nó đã lên bông á, rồi em đã cắt bông của nó đi để cho nó phát triển kịp Tết, chứ không là nó sẽ tàn, nó nở sớm á, là tới Tết là nó không có lên bông kịp. Nên bây giờ là nó tốt lên như vậy nè, nó đâm chồi với nó lên nụ gì, nó sung túc gì nè, thì em sẽ lựa một mớ cái cây nó phát như vậy để vô cái chậu lớn để mà mình nâng tầm cái giá trị của cái chậu bông lên, nhìn cho nó hấp dẫn. Tại cũng có nhiều người người ta thích trưng những cái chậu qua mà cái kiểu dáng cái chậu nó sang trọng một tí thì cái giá thành nó cao hơn. Nên như cả nhà thấy cũng là một bụi bông thôi, nhưng mà khi mà em thay cái bụi này vào một cái chậu khác á, thì cái giá trị của nó sẽ nâng tầm cao lên chút xíu, giống như cái chậu này đi, nó kiểu một chút xíu thôi. Nói chung cái chậu này nó sẽ mắc hơn cái chậu này tí, nhưng mà cái nhìn cái bụi bông nhìn nó sang trọng hơn, sang chảnh hơn tí xíu nữa thì mình sẽ nâng được cái giá trị của cái chậu bông lên, khi mà mình mua bán thì nó cũng đỡ được chút đỉnh. Còn như em trồng vô cái chậu bự giống như vậy nè đó, khi mà thời vài hôm nữa nó sẽ đâm cái tược xung quanh này hết luôn, cũng y như cái chậu cúc mâm xôi hôm bữa em quay cho cả nhà xem á, là nó đơm ra đầy hết, dùng hết và bông của nó nở tím giống như vậy thì nhìn rất là đẹp, và cái chậu nó cũng sẽ có giá trị chứ. Còn như cái này thì mình bán nhỏ lẻ, ai thích chậu nhỏ gọn thì người ta vẫn vẫn mua cái chậu nhỏ. Nên em làm có nhiều cỡ nhiều loại lắm, giống như giờ em lựa cái chậu này, em sẽ vô trong cái chậu này rửa sạch sẽ xem từ kia nọ, tại hôm gà em để đất cho nó dính nè, khi mà vô chậu xong rồi mình đem ra bán rồi mình sẽ lau sạch này đi, thì nhìn nó đẹp lắm, bắt mắt nữa, cái giá trị của cái chậu bông nó khác, giống y như nhau thôi, số lượng bông cũng y như nhau thôi, nhưng mà chỉ cần đổi chút xíu thôi là nó khác liền. Cái này nó cũng nhanh phát lắm nha cả nhà, hôm trước nó nở một lần rồi em cắt xong rồi á, là bây giờ nó đâm tược non lên là nó cao, tới khi mà nó lên bông nữa là nó sẽ cao lên một đoạn gì nữa, là cái chậu bông nó sẽ cao lên khoảng cả này luôn, chứ không phải là nó thấp giống y như mình thấy vậy đâu, là nó sẽ tùm ra xung quanh như vậy nè, nhìn là bắt mắt hấp dẫn lắm, trưng bàn để bàn cũng được. Nói chung là em làm nhiều kiểu chậu với nhiều loại, loại chậu thường chậu kiểu, chậu thường, chậu nhỏ, chậu lớn, nói chung là đa dạng. Vô đất xong cái lát nó lấy cái thùng sen, cái giò sen tưới vô, 2-3 ngày thôi là nó cái đất nó ôm rễ xong là nó sẽ phát tược ra xung quanh nữa, là nhìn cái chậu đó, như cả nhà nhìn thấy là chút xíu thôi ha, thay đổi chút xíu thôi là thấy khác liền. Như đó, mình chỉ cần thay đổi chút xíu thôi là hai cái giá trị khác nhau liền, cũng cùng một bụi bông một cỡ như nhau thôi. Nên bữa nay em soạn ra một mớ để em vô chậu đó. Nhìn thấy thấy khác không? Chậu này nó đang lên nụ nè, đang lên nụ sắp nở nè. Như hôm trước đó, nó đã lên được một đợt bông rồi đó cả nhà, lên đều một đợt bông rồi, rồi em cắt bỏ hết luôn năm nay, rồi bây giờ là nó sẽ lên một cái đợt tược mới nè, chuẩn bị vô nụ nữa, nên nó có những cái lá già giống như vậy nè, mình tuốt mấy cái lá già này đi, xong là nó không có che những cái chồi non ở bên trong á, bên đây còn có rất là nhiều chồi non, là nó sẽ phát ra giống y như vậy nữa, là nó sẽ tùm xung quanh đi xanh lá lại. Mà mình phải tước mấy cái lá này đi nè, là cái chậu nó đẹp lên liền, chăm sóc nó chút xíu rồi nó sẽ như gái 18 này. Với cái hằng cái màu cái màu bông á cả nhà, nhìn nó dễ thương, cái màu tím giống như màu tím như tím Huế này, cũng tím sen luôn, tím này là tím sen, tím Huế thì đậm hơn chút.
cũng cùng với một một nên nó lên trời quá chừng luôn, nên là mình phải lặt bỏ những cái lá đen này đi. Xong là một vài hôm sau là như là nó xanh mướt ra, là nó bung chồi bung lá ra là xanh đẹp lên giống y như cái chậu này luôn nè. Như cả nhà thấy không, em chăm sóc nó kỹ chút xíu thôi, quá chừng nó lên nụ nè, đó những cái nụ này nó lên đều hết luôn ha. Là em tước hết mấy cái lá đen rồi đó, cũng y như nhau đó, nhưng mà lá đen này em tước hết rồi. Đó. Giờ em xúc cái đất này để em đi vô chân dặn thỏ ha cả nhà. Giờ là em vô chân cho nó đó cả nhà. Tại vì những cái chèo á, nó đang phát chứ hiện tại thì dặn thọ nó cũng đã ôm nụ rồi. Những cái nách lá này kia nó đang tược, đâm tược ra đó. Nên là vô chân cho nó phát lên nó tốt. Em thôi, nó lên mấy cái rễ trắng trắng nó cuốn lên trên mà không có đủ dinh dưỡng là cây nó sẽ ốm. Nên em cũng gác cành cũ những ngày này. Bữa nay là cũng 19 tháng 12 rồi đó cả nhà. Thường là mùng 10 mà ôm nụ là kịp Tết, nhưng mà bữa nay mùng 9 là em thấy cũng là có ôm nụ rồi đó. Nên là gán tranh thủ vô đất cho hết mấy cái lúa này luôn. Ngày hôm nay với tối nay em tranh thủ, mà tối em làm tới 2 giờ sáng luôn á, tại vì quá gấp thời gian rồi. Mình không làm sớm sớm cho nó vô nụ, vô lúa này kia nọ nó phát triển á, thì lái người ta tới người ta xem, người ta không có dám lấy. Nên buộc mình phải cố gắng mình chăm sóc nó kỹ, đặc biệt chút xíu hơn thúc nó lên. Một hai ngày nữa là nụ nó to bằng đầu đũa, cái là coi như là mình ổn rồi, không sao. Nhưng vô cẩn thận chứ không thôi là nó lắp cái nắp ở dưới này nè, là nó bị ngọt á. Mấy bữa nay cắt bớt rau muống á nên cũng đỡ có bị sâu nè. Hôm trước cái rau muống còn nhiều quá chừng cắt chưa kịp đó cả nhà. Ôi em vừa ngắt đọt xong nó lên tược nhỏ nè. Mấy sâu rau muống bằng ngón tay vô lật ngang hết mớ, nhóc ngột luôn á.